Ngày 22 tháng 5. Cộng đoàn là một phẩm chất của trái tim. Cuộc tìm kiếm cộng đoàn là một cuộc kiếm tìm sâu sắc của con người. Và tôi đã thấy rằng cộng đoàn lý tưởng vẫn luôn là đối tượng của niềm hy vọng và ước mơ của tôi. Nhưng tôi cũng đã có kinh nghiệm rằng nếu tôi cứ giữ niềm hy vọng và ước mơ ấy sống động, thì cộng đoàn sẽ thực sự tiết lộ chính nó ở những nơi chốn và thời khắc bất ngờ nhất. Bằng cách nào đó, cộng đoàn trước hết là một phẩm chất của trái tim. Đó là một phẩm chất chạm tới tất cả những người bạn gặp gỡ trong cuộc sống của bạn, không chỉ gia đình của riêng bạn, mà còn là những người bạn cùng làm việc và tương quan. Tuy nhiên, nguồn gốc của cộng đoàn là mối tương quan thân mật nhất của bạn với Chúa. Bởi lẽ, bạn càng bước vào hiệp thông với Ngài sâu sắc bao nhiêu, bạn càng thấy rõ rằng tất cả những người bạn yêu thương được ẩn chứa trong trái tim Chúa. Sự thật này không giải quyết tất cả những đau khổ và vấn đề của ta, nhưng đôi khi nó chắc chắn có thể giải thoát ta để đi tiếp và tiến về phía trước, mặc dù cảm xúc của ta có thể làm cho ta cảm thấy rất cô đơn. Hãy làm bạn với Kinh Thánh và nếm thử Kinh Thánh cách trọn vẹn. Có một cơn đói rất sâu xa nơi nhiều người về một đời sống trong thần khí, và nhiều người cần phải được nuôi dưỡng liên tục bởi lời Chúa. Thank you.